Chào anh em đang xem miền Tây solar ha. Hôm nay là chiều ngày chủ nhật ngày 20 ngày 27 tháng 8 2023. Hồi sáng mình có báo là ngày 26 báo nhầm nha anh em. À, anh em thông cảm ha. Nhiều khi nhớ ngày không đúng. Nãy có anh kia nhắn vô Zalo anh báo ngày lại. Chủ nhật ha, ngày 27 tháng 8 2023. Thì à, em đang à, test một số con chạy trực tiếp đáng kể nè. Này, này CB chưa có bật lên thì cứ cắm vô test nhiều nhiều năm bảy ba chục con gì đó để mấy anh em lát nữa đặt mua sáng này mình quảng cáo là cũng có rất là nhiều anh em đã nhắn tin rồi bây giờ thì chúng ta có hai tấm pin 200 quá thì hai tấm bốn trăm chúng ta cứ vậy mà test test con nào chạy chạy thì 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 chúng ta sẽ cho nó thông qua lấy quạt máy gắn vô nhưng mà trời này gắn quạt máy không được lấy cái đồng hồ đo lấy đồng hồ lại đo lên hai trăm hai là kể như là hoàn chỉnh đó cứ vậy mà gửi cho anh em thôi nếu mà có tình cảm hơn nữa thì chúng ta có thể ngồi đó đợi test khoảng chừng hai tiếng đồng hồ nhưng mà làm vậy ngày không test được bao nhiêu con cho nên tranh thủ rồi gắn vô chạy xong rồi chừng 50 phút rồi rút ra ha test cũng nhanh thôi chứ cũng không gì thôi bây giờ trở lại với nội dung chính của cái video này á là hồi nãy có anh kia anh nhắn tới mình tức thiệt là tức anh nói sao lắc bó gờ với đây ơi cao cấp về mà anh thắng không bán tối ngày bán vòng vòng mấy con ba trong một saco bó ck bó gờ. thì mình chưa nhắn trả lời ảnh tại vì cũng hơi tức đó thì mình mới làm video này mục đích đó là mình nói là mình vẫn bán con này mà đó, mấy năm nay mình vẫn bán con này anh em lắc power nè và hồi đó giờ đặc biệt là mình mình bán một dòng lắc power SNA 5kg thôi. thì nói tới đây thì sẽ có người nói ủa sao kỳ vậy Cách này tháng mấy là có SNA 6kg mà anh không bán anh bán 5kg hoài vậy đó Hồi đó giờ mình không bán ăn cao cấp luôn nha ăn cao cấp gần 30 triệu là không chơi đó, theo mình là cái gì mà 30 triệu rồi là không chơi Tại vì lấy 10 con là hết 300 là lấy 20 con là hết 600 triệu à. Phải không? Cái vốn đầu đầu tư nó quá nặng đi. Đó, nhiều khi người ta để cái vốn nó làm chuyện khác có lợi hơn. À, mình lúc nào cũng tính toán vậy mọi người. Cho nên là mình chỉ bán một dòng này thôi. Cái dòng này thì cũng rẻ hơn. Nó có nửa giá con kia thôi. Thì như anh em biết là 2 3 năm trước cái con này là 18 triệu rưỡi. Sau đó là 17 rưỡi rồi 16 rưỡi rồi 15 rưỡi. Thì trong video này anh em mà kiên nhẫn coi tới cuối sẽ biết cái giá của con này là nó thấy ớn lắm nha giá là anh em không thể nào tưởng tượng luôn thì nói về cấu hình nói về chất lượng nói về độ chất lượng của sản phẩm thì với không có được đâu không có nắng lấy cái kia đo đi thì nói về chất lượng của sản phẩm mà với cái giá mà mình sắp công bố này thì nó hồi dữ lắm rồi cho nên anh em nào mà cần á thì lụm chứ còn mà không có còn không có còn gì để 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 có thể mà gọi là là suy nghĩ nữa đâu anh em nếu đang cần lụm và wow, đang muốn lắp cho khách thì đem về lắp đó đơn giản thế tại vì này mình hơi bức xúc anh kia nhắn nói sao không bán lắc đó cho nên là mình nói nó cũng hơi nhanh anh em thông cảm ha rồi bây giờ trở lại với nội dung nè đây là con lắc power sna 5 kw bản phổ thông đó còn cái hàng mới ra là con sna 6 kw cũng bản phổ thông luôn nhưng mà nó xài ct ngoài cái ct ngoài nó hay hơn cái ct trong ở chỗ nào mọi người ct ngoài nếu mà người ta gắn dạng hòa lưới bám tải á gắn ct ngoài và lưới bấm tải là ông ta xài tải vô tư chúng ta không có sợ nó bị quá tải đó ct ngoài nó hay hơn ct trong ở chỗ đó cái thứ hai nữa là cái con 6 ký nó hay hơn con này ở cái chỗ đó. là cái con này gắn được mấy ký pin gắn được là là bao nhiêu ký pin đâu mất tiêu rồi phải có chỉ cho anh em xem mới được acl gắn được uh, Va Watt 5 kg. Rồi đã mất tiêu rồi, con này gắn được 6 kg pin nha anh em. Đó, sẵn rồi mình 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 trong lúc nói là mình mình dò cái xéo này mà không thấy cái cái thông số pin nó ghi đâu đó. Nói chung là con này gắn được 6 kg pin. ờ mắc AC V. Thì con này gắn tối đa được 6 kg pin. Rồi hai trên mỗi trên 3 kg. Còn cái con 6 kg là nó gắn được tới 8 kg pin con này thì công suất là 5 kg còn con mới ra là 6 kg đó nó trên lại với nhau vài cái thông số vậy mọi người thì nó tạo ra con mới vì con mới đó mà con này nó rớt giá à, chứ với tầm giá mà mình sắp công bố á, thì con này thực sự rất là rẻ ha tại nó bị con ra sao chèn ép cho nên bây giờ giá của nó tuột xuống ha thì nói qua nói lại chắc anh em cũng muốn nghe giá phải không Đấy thì lúc trước mình nói rồi 18 rưỡi, 16 rưỡi, 15 rưỡi gì đó Bữa nay mình bán cho anh em giá 15 triệu Đó phí ship là 100 ngàn Vậy là tổng thiệt hại là 15 triệu 100 ngàn đó, Mình chỉ còn khoảng vài chục con thôi Bạn nào đăng ký thì lụm ha Nhất là mấy anh thợ đó 15 triệu 100 ngàn Hồi đó là chưa bao giờ ai bán thấp hơn nha anh em Trừ khi anh em mua tại hãng Mà mua tại hãng mà được giá này Anh em phải là khách hàng thân thiết của hãng Và mua cũng khoảng 30 con 50 con trở lên mới được giá này đó chứ còn mà 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 mua mà lẻ 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 là 16 rưỡi 17 hết đó thì em nhắc lại đây là con SNA 5 kg xài ct trong thì bây giờ em nói về vấn đề ct trong nè tại sao ct trong nó lại không có năng suất bằng cái ct ngoài không có chịu tải lớn bằng ct ngoài và bây giờ mình mình coi nếu ct trong thì nó sẽ như thế nào đầu tiên là điện lưới nó sẽ vào nè đây nè cái cọng dây xanh này em làm ví dụ có một cộng mà mấy cái kia em chưa đấu tại vì ông trời mới mưa xong chán quá điện mặt trời chán quá không có đấu rồi điện lưới vô nè điện lưới vô điện lưới vô nó rồi mới ra rồi mới ra điện lưới vô nó rồi mới ra vậy là điện trong nhà gia đình chúng ta xài là qua nó là có qua nó gia đình ta xài có qua nó mà qua nó thì được điều khiển bằng những con phép công suất trong nó vậy thì nó có giới hạn ở chỗ đó anh em nó có giới hạn ở chỗ đó con này người ta khuyến cáo là nếu mà xài ốp á thì có thể xài 5kg trở lại 5kg trở lại Nhưng mà anh em có gắn điện lưới vào Giống như trường hợp mình đang gắn điện lưới nè Gắn lưới vào thì xài 8kg trở lại 8kg trở lại Đó Thì đó là bố cáo của nhà sản xuất Đấy Còn bây giờ là nếu mà uh, CT ngoài thì sao CT ngoài có nghĩa là Con này nó sẽ đưa điện ra điện lưới Điện lưới vẫn đi thẳng Điện lưới vẫn đi thẳng mọi người uh, Nó kẹp bám tải Giống như những con bám tải vậy đó CT ngoài thì giống như những con hòa lưới bám tải rồi đúng không Cho nên nó là công sức của gia đình ta xài bao nhiêu cũng được hết Đại à, mình nói như vậy không phải là quá đề cao về cái CT ngoài cái trong nó có cái hay của cái trong và cái ngoài cũng có cái cái hay của cái ngoài bây giờ thì những anh em nào mà xài mà 8 kg đổ về thì vẫn lấy con này dùng bình thường không? dùng bình thường trên 8 kg thì chúng ta lắp ATS để nó nhảy qua nó xài điện lưới Đại ha và ngoài ra giữa con này với con kia nó còn cách nhau cái giá nữa con kia bây giờ bán ra cũng phải là 18 18 rưỡi còn con này á, là nó rẻ hơn là là 3 triệu. Con này thì bảo hành 2 năm. Nhưng mà con kia thì bảo hành được 3 năm. Đấy ha. Mình phân tích kỹ cho anh em thích con nào mua con đó. Chứ đừng nói em mua về rồi em lầm lỡ này kia không là không có chuyện đó nha. Ở cái con ít nè 5 kg mà với cái giá 15 triệu mà cộng 100 ngàn phí ship này là đã rất là yêu thương rồi cực kỳ yêu thương nó bị con kia chèn giá dữ lắm nó mới có giá đó không chứ không phải là là là, là mua con này là về là sai lầm là anh em nghĩ là là, là không đúng đó, trước đây mình gặp rất là nhiều anh em mua uh, inverter về rồi cái xài một thời gian cái mới gọi điện cho mình nói hảom anh không tư vấn em lấy con kia. Đó em lấy con này về bây giờ em xài em cảm thấy sai lầm. Đó anh anh nói vậy là 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 chết rồi, phải không? Cái thời điểm đó anh thấy con đó nó tối ưu, nhưng mà bây giờ anh chạy con đó chán rồi. Đó, anh xài con đó anh phê rồi. Rồi anh thấy con khác nó tối ưu, đứng núi này là phải trong núi nọ chuyện nó hiển nhiên. Cứ vợ này hiển nhiên thấy vợ của ông bạn sẽ đẹp thôi. Đấy. Em nói sơ vậy mọi người cũng hiểu ha. Đó thì bây giờ trở lại nè. CT trong là sao đây Đây Bây giờ điện lưới vô nè Em cũng chọt chọt vô ha Điện lưới vô nè Rồi điện ra nè Điện ra nó hai cái cổng đây nha Nó có chữ đàng hoàng nha mọi người Còn đây là máy phát Cái máy phát này ở miền Nam mình ít ai xài lắm Cho nên là cái đó hình như không ai quan tâm Cái máy phát gắm gì đó đó Rồi đây là hai cái cổng BV1 nè Cổng mặt trời vô thứ nhất nè Đây là cổng mặt trời vô thứ hai Có âm dương đầy đủ Người ta có ghi chữ đó còn ở đây là cái thằng ác quy quy nó vô đây nè ác quy hoặc là pin lithium gì đó ha hệ 48 gì đó rồi ở đây là mấy cái cổng à, uh, uh, nè rs đồ kết nối những máy với nhau rồi đặc biệt đây có cổng wifi con này nó hơn mấy con uh, con con uh, inverter thông thường ở chỗ là nó có cổng wifi đó thì wifi đây anh em cứ chọt vào đây mà người ta coi từ điện thoại coi máy tính đồ thoải mái lắm Đấy rồi ở đây là cái um, cái coi công tắc để bật toàn máy luôn toàn máy còn đây là công tắc để bật đầu ra quá trời mũi mưa xong nó mũi nó bay nè mũi nè lấy cái quạt quạt mũi ra đóng cắm điện chỗ này ra gấp thêm quạt ngay chỗ này ra cái đó lấy đồng hồ đo được rồi đây thử anh em đang thử những con biến tần chạy trực tiếp của hiệu kỳ giá triệu chín nè thử năm bảy con bảy chục con gì đó đang mấy anh em đang hỏi rất là nhiều đó cho nên là tranh thủ thử thử thì đơn giản thôi hai tấm pin này thử được rồi hai pin hai trăm quá thử rồi nhưng mà cấm vật dùng điện thì cũng cấm nhẹ nhẹ thôi ha chứ đừng có cấm nhiều quá tại vì giờ không nắng mới mưa xong rồi gắn cái quạt qua điện 22 này là quạt chỗ này ra mũi quay lắm nè đó thì à, em em mới vừa review một số cái chỗ để người ta gắm vô ha rồi bây giờ tính năng thì sao những anh em mới vô coi video này lần đầu tiên không biết tính năng con này bây giờ tính năng con này thì chỉnh được hết á đó, anh em muốn nó chạy độc lập không có lưới anh em muốn nó quà lưới bán điện anh em muốn nó quà lưới bám tải Hòa lưới bám tải ha rồi anh em muốn cho nó chạy ắc quy không anh em muốn cho nó chạy lưới không anh em muốn cho nó chạy điện mặt trời không là được hết nói chung là con này là một rừng chức năng trong đây nó bán điện được nó bám tải được đó nó chạy độc lập được on go off girl gì đó nó làm được hết hai trong một ba trong một làm được hết đấy đó nhưng mà cái chức năng Uh, CT của nó là nằm trong máy chứ không phải CT nó văng ra ngoài CT văng ra ngoài á, là anh em hiểu đơn giản thôi bây giờ cái nguồn này nói cho một số anh em không biết thôi nghe còn anh em nào biết bỏ qua nha cái nguồn điện từ ngoài vào trong nhà mình nó vậy nè đó nếu mà chúng ta xài CT trong là cái máy mình nó ở giữa cái máy mình nó nằm ở giữa điện nó phải qua cái máy mình thì mới vào gia đình mình xài vậy là phải phụ thuộc vào công thức của công suất của máy đúng không công suất của máy còn nếu mà CT ngoài á, là điện từ ngoài vào trong cái máy mình nó nằm giống như đây đi nằm đây cái máy mình nó mới đưa điện vô đây vậy thì điện lưới nó vẫn chạy thẳng cho nên là ở gia đình chúng ta xài công suất bao nhiêu cũng được chứ để nói ct trong ct ngoài rồi cái nhiều bạn nhảy vô không anh tá lả hết rồi hổm bữa mình mấy anh kia nhắn mình tùm lum hết giờ anh kiếm máy ct trong cho em đi anh kiếm máy ct ngoài cho em đi vì tùm lum hết trơn á mà cuối cùng là mình đâu có bán đâu đó hồi xưa giờ như anh em biết là mình bán con loại này thôi từ từ mình cũng bán mấy loại kia nhưng mà từ từ đó cũng đem về từ từ chứ còn mà mình trung thành với cái này tại vì cái này mình bán cho anh em về lắp là người ta anh em thợ nha đi lắp mướn cho khách đó là người ta tin tưởng con này dữ lắm hiện tại bây giờ người ta vẫn ghé mình lấy hàng con này rất là nhiều đó thì cái nào mình đã gắn bó được lâu thì mình sẽ gắn bó với nó còn cái con ít là a kg nó cũng khá hay đó nhưng mà từ từ đi đó nó có cái đặc điểm riêng của nó có cái hay riêng của nó nhưng mà nó cũng có cái mắc giá giá cao của nó nó cao hơn này tới 3 triệu mà phải không 3 triệu đâu phải là ít đâu nè đó cho nên là khi mình lắp cho khách á, những anh lắp cho khách á, đặc biệt là cái người người khách á, cái người khách người ta đâu có cần là 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 là, là city trong city ngoài đâu người ta chỉ cần lắp cho người ta một cái hệ năng lượng mặt trời độc lập thì anh em lấy con này anh em lắp anh em lắp con kia người ta cũng đâu biết gì đâu người ta cũng đâu có xài tới chức năng của những con kia đâu gia đình người ta có xài ba ký trở lại hả à. phải không người ta đâu có xài tới con kia vậy thì anh em đem lắp con kia vô giống như là anh em phí hết mấy triệu bạc đó cho nên là cái việc mà lắp giữa con này và con kia còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh mà sử dụng, thấy không? Người ta sử dụng nhiều thì nên lắp con kia. Đó, xe ngoài còn này người ta xài bình thường, thấy không? Con này nếu có điện lưới anh em cũng xài được 8 kg vậy. 8 kg là nhiều lắm rồi, đâu có ít đâu. Đấy. Thì tổng quan thì mình nói nhiều vậy đó. Tổng quan thì nó vẫn là ha, vòng vòng đây thôi. Đấy. Ở đây nó có một cái chi tiết này Nó hơi dở nè, anh em có thể nghiên cứu nè. Là bên đây có lọc bụi nè, có lọc bụi đàng hoàng nha này mình không dặn ra thôi chứ có lọc bụi nè ở bên đây cũng có miếng lọc bụi nè thậm chí cái đít này cũng có lọc bụi nè anh em thấy không đít này có lọc bụi nè là úp cái cái này vô á là nó lọc bụi tờ lưa hết luôn ở nguyên cái khu ngoài sau nè khu ngoài sau là lọc bụi tùm lum hết à, mình nghĩ là nó gắn lọc bụi ngoài sau vì lý do là tại vì quạt này là quạt thổi vô nó thổi ở ngoài vô mà thổi ngoài vô là người ta sẽ định là nó, 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 nó bụi nó vô đường này nè cho nên người ta gắn lọc bụi mấy bên đây mà người ta không gắn lọc bụi ở trên đây anh em người ta không gắn lọc bụi trên đây Ý. giật nha chưa có tiếp đất không gắn lọc bụi trên đây vậy thì về nhà anh em có thể kiếm lọc bụi anh em đắp vào đây nha kiếm cái vải mùng hay gì đó mọi người đắp vào đây hay cái áo áo gì đó thung gì đó đắp vào đây đấy chứ để nhiều khi cái con gì bé bé giống như là một con dáng nhỏ thì nó chui vào đấy cũng rất là nguy hiểm hoặc là thằng làng con nó chui vào đó cũng nguy hiểm nha nè mình nói rõ nha chỗ này nè đấy và mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều máy bị lỗi về cái phần này nè à, thằng lạng con chui lọt nha bên đó với bên đây nè còn ở trên đây thì sao ở trên đây là nó bít rồi nó không có gì để chui hết còn ở dưới đây thì hiển nhiên cũng bít luôn rồi đó vậy là anh em cẩn thận ở mé bên đây và mé bên đây nha ở cái này là mình khuyên thật á mình đã chứng kiến rất là nhiều máy bị những cái sự cố không mong muốn còn ở dưới đây thì lọc bụi nó đã bít bùng rồi cái sự cố tiếp theo nữa là có mấy chú là không có rành đâu gắn ác quy vô mà nhìn không có kỹ nha gắn cái quạt ra gắn cái quạt ra mũi quá trời mũi luôn mới mưa xong rất là mũi nha thì mấy chú là không cẩn thận gắn bên đây với bên đây là lộn âm dương nè là sai âm dương nha gắn ở bển thổi ở đây chứ đây có chỗ đâu gắn sai âm dương nè làm cho nổ mạch ở bên trong nè đó là một một cái mà người ta không có bảo hành luôn á nha thì em cũng nói lại luôn ấy con ếch nạ 5 kg này là có một cái quạt hai cái quạt ba cái quạt trước đây em cũng có review con này review gì anh khách anh hỏi em review ở một cái quạt hai quạt ba quạt nè ở quạt cũng bự đó quạt chạy êm đó cái anh kia anh vô anh comment anh cái máy không chịu tháo ra cứ đứng ở ngoài chỉ 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 như vậy đó, em không có bỏ mười mấy mười lăm triệu ra em tháo ra vu vơ gì đâu anh em cái này là em mua của hãng chứ không phải cái hàng này em sản xuất Đấy, nếu em sản xuất á nếu mà em sản xuất á, là 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 em tháo ra thoải mái cái này là mình mua của hãng có tem bảo hành đàng hoàng chúng ta phải giữ cái tem đó chứ chúng ta không có thể nào mà 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 thì cái công việc mà tháo ra là đã có như là Sola Hưng Yên nè đó rồi anh Hùng Xuyến nè là anh đã tháo ra rồi và anh em cũng được coi nội thất của những con này rồi và người ta đã tháo rồi á, là mình không có tháo nữa bây giờ mình tháo ra thì nội thất nó cũng vậy thôi ở bên đây nó cũng ờ, có mấy mạch MPPT bên kia vẫn có mạch khiển này kia nó y chang như cô ảnh à mà nó giống của ảnh thì chúng ta đâu có cần phải tháo ra thêm lần nữa đâu phải không đó khi tháo ra là người ta phải xin ta hỏi hãng cái tem bảo hành này đó chúng ta phải xin đàng hoàng chứ mà nếu người ta tháo ra vu vơ là nó rách cái tem đó là không được bảo hành là nó mệt á con này bảo hành tới 2 năm lần nha để mình phải nói rõ với anh em như thế cái nào mình làm được cho mọi người thì mình làm còn cái nào làm không được thì không làm giống như bữa nay mình làm được cho anh em là mình giảm giá nè 15 triệu con phí ship 100 ngàn đó là là cái đó mình làm được đó còn ở đâu mà anh em thấy mà bán rẻ hơn mình anh em cứ đến đó mua chứ còn mà này là là là, là mình thấy cái giá này với cái chất lượng của sản phẩm này mà giá này là, là, là là, là đã rất là ok rồi ha còn bạn nào còn chơi mắt nữa thì đi qua cửa hàng khác mua bình thường đấy chúng ta thường mua vừa bán còn cái vấn đề bảo hành này thì ta vẫn là bảo hành ở Sài Gòn nha đó ở bảo hành ở uh, quận 12 của Sài Gòn thì hiện tại mình không có xài cái tải gì hết trơn cho nên mấy cái quạt nó cũng không có quay chứ cái quạt này quay thì nó im hả nó cũng không có tiếng động gì nói chung là lắc power thì nó không có tiếng động đó còn bạn nào chê ví dụ như nói hôm bữa vẫn có bạn comment vô nói là cái này nó tới ba cái quạt lận vậy thì nó ù ồ, ồ đồ này kia làm sao chịu nổi đó thì anh em muốn mua mà cái loại không có quạt nó cũng dễ thôi cái loại lợi b cao cấp ba chục triệu nó không quạt luôn nó xài tản nhiệt nó giống như mấy con quà lưới vậy đó không có quạt xài tản nhiệt ba chục triệu một con đó mọi người chơi im re là nó vậy đó. Phải không? Tiền nào của đó, câu đó luôn đúng anh em. Cho nên là mọi người không anh vô trong video mình nhớ cũng tiết chế lại một chút ha. 15 triệu nó khác, 30 triệu nó khác. Con này là con tản nhiệt bằng gió còn con kia tản nhiệt bằng bằng nhôm. Đó, nguyên khối nhôm. Nó khác nhau hết ha. Ở đây mình nói sơ sơ về vấn đề sản phẩm còn bạn nào mà muốn biết cài đặt mà từ A tới Á đó thì có thể vô coi cái uh, những video của như là uh, Solar Hưng Yên nè sắp sinh min rồi đó là cài người ta hướng dẫn cài đặt từ số 1 tới số này nè cuốn sách này bây giờ như số 1 xài cài gì thời gian à, số 2 cài bv input à, số 3 cài kiểu của ác quy à, đặc biệt ha, con này chúng ta phải cài kiểu của ác quy nó mới nhận ác quy nha chứ không phải tự nhiên vô mà mình gắn ác quy vô nó nhận đâu phải cài kiểu rồi à, như là số 16 là đặc biệt là số 16 hay lắm số 16 là xài cài cái vấn đề mà mà À, bây giờ nó hòa lưới hay là nó đẩy ra lưới bao nhiêu watt hay là bây giờ nó nó chạy bám tải đó số 16 quyết định hết mấy chuyện đó nha và mình đã tham khảo những video trên mạng rồi mấy anh trên mạng anh chỉ cái này rất là kỹ luôn đó. anh em chỉ cần gõ vô YouTube là cài đặt bám tải cho lắc Power quơ ít là 5kW là sẽ hiện lên liền đấy đó. ví dụ như số 16 là, là là anh em phải để ý nè vấn đề cài bám tải cho con này và những cái số khác ví dụ như anh em cài cái điện áp cao nhất của ốc quy thấp nhất của ốc quy hay là xả giờ nào sạc giờ nào gì đó là là là, là có hết nha mọi người à, mấy ảnh cũng đã hướng dẫn anh em khá kỹ nè đây số à, còn cây số ba đeo thì không cần ha đó. À, cuốn sách này nó ghi cũng rất là chi tiết người ta đọc vô đây ta cũng có thể tự cài được khỏi coi video cũng được nhưng mà nó tiếng anh anh em phải có một cái vốn tiếng Anh một chút mới được đấy thì bạn nào đam mê thì hãy mua hàng ha lắc bó quơ ít 5kg mình còn khoảng mười mấy con bán cho anh em 15 triệu cộng với ship 100 ngàn bạn nào đam mê thì hãy liên hệ còn thời gian tới anh em nào thích lắc bó quơ 6kg cái phiên bản CT ngoài á, thì cứ comment vào mình sẽ kéo cái đó về bán cho anh em nhưng mà giá cũng tầm 17 rưỡi 18 gì đó chứ cũng không thấp được tại vì con nó mới ra bây giờ nó đang hút hàng trên thị trường dữ lắm giá nó không thấp còn như con này là giá thấp được nè Tại vì con này bây giờ nó đang bị con kia lấn lấn sân Cho nên giá của nó bây giờ nó mới còn 15 Chứ hồi xưa anh em mua là có có thời là 18 rưỡi đó Thôi mình đến đây xin kết thúc nha Xin chào mọi người nha Ở đây thì mình cũng chưa có review rõ cái vấn đề cái màn hình này nữa Này cái màn hình này Đấy nó những thông số gì 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 đó nè Tùm lum đó Này Đó Hay lắm nha Con này nếu mà mà anh em nào mà chưa có xài về ba trong một mà chưa có rành đó là đem về không biết làm gì trước gì sau luôn nó rối loạn hơn những cái con uh, saco bó quơ rất là nhiều đó cho nên là khi bán là bán song song giữa những cái dòng đơn giản và cái dòng phức tạp chứ mà anh em bán phức tạp không là nhiều người người ta không có xài được đâu à, như con này là phải cài đặt đồ rất là rất là có suy nghĩ có tư duy rất nhiều chứ không phải gắn vô là chạy anh em nó này gắn vô nó không có chạy đâu, nó đâu nhận cái quy đâu nè, thấy không? Rồi chế độ quà lưới, chế độ bám tải on go đồ này kia, off go này kia là là mình phải cài đặt. Đấy. Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Đam mê mua hàng hãy liên hệ ha.